Nhanh 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 thôi nhanh thôi à, các bạn ơi, hôm nay mình nghe thấy người ta bảo nhà này rất nhiều tiền luôn nhá, rất nhiều kim cương luôn, cho nên hôm nay mình quyết định phải đi ăn trộm. Ở đây có 2 viên luôn này, mở tiếp đóng vào à, ở đây có 1 viên này, thùng kim cương này, mở ra ui chẳng có gì, có mấy 2 cục gỗ cái gì đấy, mở ra là có kim cương rồi. Anh em chuẩn bị đến lấy kim cương của mình chưa? Ok thì mình sẽ vào lấy thôi. Rồi có cuốn sách này, chứ có kim cương đâu. Đâu, lấy cuốn sách đâu, phần này đọc thôi. Rồi, mở ra.